nhà văn từng nói, sách là người bạn tri kỷ của con người. Tôi thấy nhận định này thật đúng đắn. Cuộc sống luôn bận rộn, giống hệt một guồng quay không ngừng nghỉ. Tôi dần cảm thấy chán nản và mệt mỏi khi ngày qua ngày đều phải thực hiện những công việc giống hệt nhau. Biết bao hy vọng, ước mơ của tôi đã bị guồng quay tàn nhẫn ấy nghiền nát. Tôi cảm thấy nhàm chán, mất phương hướng với những ước mơ, dự định mà tôi từng đặt ra. Bất cứ ai trong chúng ta cũng luôn nuôi dưỡng trong mình một ước mơ về một ngày mai tươi đẹp, một hoài bão chinh phục, khám phá cuộc sống với bao điều mới lạ, một niềm tin vào bản thân để vươn lên khẳng định mình. Thế nhưng không phải cuộc sống lúc nào cũng là những con đường bằng phẳng, êm đẹp. Chúng ta không thể tránh khỏi những sai lầm, thử thách, mất mát và cả những nỗi đau buồn. Sẽ có những lúc chúng ta tự hỏi bản thân, ước mơ của tôi là gì? Và rồi cuốn sách Những bước đơn giản đến ước mơ của tác giả Stephen K. Scott đã đến với tôi như một dòng nước nhẹ nhàng thấm nhuần vào trái tim tôi. Đó là lý do mà tôi yêu thích cuốn sách này. Cuốn sách gồm nhiều những câu chuyện nhỏ và bí quyết để đạt được ước mơ. Tôi say sưa đọc và tưởng như mình tìm được một điều gì đó vô cùng ý nghĩa mà bản thân đã quên từ lâu. Những câu chuyện ấy đã mang lại cho tôi một cảm xúc khác lạ. Có lẽ lúc này đây tôi cần dừng lại một giây phút để cảm nhận những điều tôi mơ ước và ngắm nhìn thế giới xung quanh. Cuốn sách đã làm thay đổi tư duy, suy nghĩ của tôi một cách sâu sắc. Trước đây, cuộc sống của tôi chỉ lặp đi lặp lại mấy công việc. Sáng ra đi làm, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân. Những hành động mang tính chu kỳ ấy đã hình thành một quy luật tất yếu trong tôi mà tôi từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi nghĩ rằng phải nỗ lực kiếm tiền thật nhiều để không phụ sự kỳ vọng của gia đình mà không có ước mơ hay hoài bão gì cả. Nhưng khi tôi đọc được những điều từ quyển sách Những bước đơn giản đến ước mơ, tôi biết để đạt được ước mơ không hẳn chỉ nỗ lực không thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải có cách thức để đạt được nó. Những bước đơn giản đến ước mơ có thể nói là một người thầy đối với tôi. Sách dạy ta cách tạo dựng ước mơ, cách biến ước mơ đó từ cái tưởng chừng xa vời đối với chúng ta thành hiện thực. Nhất là những người sống thiếu ước mơ hoặc không dám ước mơ. Sau những giờ đi làm về mệt mỏi, tôi lại say sưa ngồi vào bàn thư giãn với người bạn của tôi. Nỗi sợ thất bại làm chậm sự phát triển tinh thần của bạn và thuyết phục bạn chấp nhận sự kém cỏi tầm thường trong tất cả các lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống. Ước mơ, lý tưởng, hy vọng và tiếp đến là thành công của bạn, tất cả đều bị phá hủy không thương tiếc dưới bàn tay của vị bạo chúa này. Điều đáng ngạc nhiên là nhiều người trong chúng ta đã sống trong nỗi sợ hãi thất bại đến nỗi nó chuyển thành tiềm thức của họ. Thường thì những người này không nhận ra sự hiện diện của nó, nhưng trong từng giây phút nó vẫn âm thầm tác động mạnh mẽ lên tính cách và hành động của họ. Nhờ có cuốn sách Những bước đơn giản đến ước mơ đã giúp tôi biết cách thiết lập mục tiêu và biến nó trở thành hiện thực. Còn các bạn, nếu ai chưa tìm được cho mình một ước mơ thì đừng vội buồn, mà hãy tìm đọc cuốn sách Những bước đơn giản đến ước mơ của tác giả Stephen K. Scott. Sách do nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành năm 2016. Để có thể tạo dựng cho mình một ước mơ ngay từ hôm nay, hãy để những ước mơ tốt đẹp nhất nảy mầm trong tâm hồn bạn bằng hành động, sự rèn luyện và thói quen sống. Những ước mơ sẽ bung nở, đâm rễ sâu và làm thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Khi ước mơ đã nảy mầm và lớn lên thành những cây khỏe mạnh trong tâm hồn bạn, và đã đến lúc bạn xứng đáng được hưởng những thành quả là những trái ngọt. Và tất nhiên, bạn cũng sẽ cảm nhận được hạnh phúc từ những ước mơ ấy. Đây là giá trị cốt lõi mà tôi nhận được khi đọc cuốn sách này. Hy
hy vọng rằng các bạn cũng sẽ có những bước chuyển mình từ những ước mơ nho nhỏ để làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần ý nghĩa hơn các bạn nhé.